Dạ. Chị Hằng ơi. Dạ. Dạ. Xin gửi tặng ông bà trước một bài nữa là bài Giọng Cổ Buồn nhà của nhạc sĩ Minh Vi. Ông bà cô chú cũng rất cùng con nhạc. Dạ, cảm ơn. Thank you.
tay cho Hồng Loan đi ạ. À, quý vị biết cái bài hát chủ đề không? Bài hát chủ đề Hồng Loan hát cùng với anh Quách Tuấn Du và ba học trò của mình. Quý vị có nghe không ạ? Bài hát gì ạ? Rồi, mời quý vị cùng đến với không phải của mình và chào đón Hồng Loan, nam ca sĩ Quách Tuấn Du, Trung Tính, Trường Ân và Như Mây. Vỗ tay nào!